tiếp tục. Đầu tiên sẽ là cầu thủ bên qua sổ. Cú sút đầu tiên của cầu thủ đã không thành công. Đó là sút sút ngoài cửa. Thủ môn Samba đã chiến thắng. Ham mảnh rồi. Ham mảnh. Yeah. Không được lên, không được lên. Bạn ấy người đấy tính. Không mà. Chưa vào. Thế là hàng cái. Chưa vào. Đúng rồi. Quả đây vào luôn. À, bóng ơi, giờ mấy số giờ xuống một chút tề là nó sẽ làm một trận công rồi, chút số tiền tề là chùa. Đúng rồi, xuống ra một chút tư, giờ họ chồng lại tề nhốt khác. Đang một điều. Bắt tim. Thế phải hết sức bình tĩnh để quyết định chiến thắng trên trận luân lưu nha. Một sút thứ ba của FC qua sỏ đã không thành công. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về FC Sapa. Sapa cố lên. Messi vẫn còn quá sau mà. Như vậy là cú sút của cầu thủ bên Sapa đã không chiến thắng được thủ môn bên Hua Sỏ. Tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về Sapa. Tao nhá.
Như vậy là tỷ số đó là 2 điều. Tôi chỉ lo mà muốn thể sốc lòng muốn là gì thế. Tôi chỉ lo em sẽ có tôi phải chỉ để mà tôi. Tôi chỉ lo. Và giữ nguyên tỷ số là 2 điều. Câu hát lớn rồi, câu hát tỏi nha. Và sẽ quyết định quả lại của thủ môn Bê Hoa Sỏ với lại thủ môn Bê Sa Ba. Đã 7 người mà. Đã nam thôi, nam người cả môn. Để ý nhá. Rất đáng lực. Quả này vào lại ăn. Quả thứ 5 là. Hết rồi. Hết rồi. Hết quả này vào. Hết rồi. Sapa hết rồi mà. Thủ môn đá rồi còn. Sapa thủ môn vừa mới đá rồi còn. Đúng rồi, Sapa thủ môn đá rồi. Sapa thủ môn vừa mới sút một quả rồi còn nữa. Vào là ăn. Như vậy là tỷ số đã là 3-2. Em này vui sỏ. Nhưng mà Sapa vẫn còn một quả nữa. Sapa còn một quả nữa. Tại đây quá à? Còn một quả nữa. Sapa còn một quả nữa. Sapa sẽ hai quả vào. Những người nào mà đã sút là không được sút nữa. Để thằng khác người ta sút đây. Sapa vẫn còn một quả. Sapa còn một quả mà. Đó, Sapa còn một quả. Sút trước đi. À, cháu ô nó có 2 điểm. Giờ khán giờ lo kìa hả? Lại ơi. Chốt biết bao xem được rồi. Đây không ngờ là thôi. Nghe còi nha, nghe còi nha. Vậy là rất là ăn lực nha.
Nó còn này thôi. Tất cả sẽ vào. Đang hòa nhá. Bên rồi mà một tuần thôi. Cắt tay ra đây thủ môn rồi.